Xin chào quý anh chị và các bạn, em Nguyên đây Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube channel của em Thì hôm nay em có một căn nhà ở thành phố Santa Ana, zip code là 92704 Em thấy căn nhà này nó rất là tiềm năng Cái giá người ta tiền là em thấy ít nhất là cũng phải 200 ngàn dưới giá thị trường chính vì cái sự tiềm năng như vậy mà em muốn quay và giới thiệu cho anh chị cái nhà này ở nó cũng không quá xa khu Việt Nam từ đây mà ra khu trung tâm Việt Nam mà khoảng 15 phút lái xe mà thôi nhà có 4 phòng ngủ 2 phòng tắm nhà rộng 1920 sơ phít đất rộng 7.200 sơ phít cái nhà này đang được người ta rao bán với mức giá là 899.000 thì Bây giờ anh chị em mình có nhau cùng vô xem căn nhà này trước Rồi sau đó ở phần cuối video em sẽ phân tích về những cái ở nhà này sẽ tốn bao nhiêu tiền để chi sửa chữa nha anh chị Và cũng như là những cái ưu và nhược điểm của căn nhà Rồi em mời anh chị em mình cùng nhau vô Đây là khu neighbor của ngôi nhà mà muốn quay và giới thiệu cho anh chị Thì như anh chị thấy đây khu neighbor này nhìn rất là sang trọng nha anh chị Như là Fountain với gì đó anh chị Rất là nhiều cây và đa phần là nhà đây là toàn là nhà 2 tầng không anh chị đây, đây là căn nhà mà em muốn quay và giới thiệu cho anh chị hôm nay. Nhà có two story. Cái driveway rất là bự. Cái driveway này có thể đậu up tới 4 chiếc xe nha anh chị. Chưa tính hai chiếc xe đậu trong gara. Rồi, bây giờ anh chị mình cùng nhau. Mình vô trong căn nhà mình coi cái condition căn nhà này nó ra sao, nó như thế nào nha anh chị. Rồi, bước vô trong căn nhà. Thì cái ấn tượng đầu tiên của em đó chính là cái phòng khách này cái siêu quyền rất là cao cái siêu quyền này có thể cao up to hơn 10 feet luôn nha anh chị em rất là thích nhà mà có siêu quyền cao tại nhà siêu quyền cao và nhìn nhìn vô và mình thấy nó sai nghiền anh chị và một trong những cái ưu điểm thứ hai mà em thích của căn nhà này đó chính là cái cầu thang cầu thang nó nó nó, nó không đâm vô cửa Tại nhiều anh chị thấy nhà mà nhà bầu anh chị mình bước vô tự nhiên mình thấy cái cầu thang nghiền thì nhiều anh chị không thích điều đó anh chị nói là không có hợp phong thủy nhưng mà em vẫn thích cái cái siêu quyền này quá rất là nhiều cửa sổ cái phòng khách này cái còn đi em thấy nó cũng còn ok lắm anh chị nếu mà về mà anh chị vẫn chưa có tiền mình mình cảm thấy mình chưa có đủ kinh phí để mình remodel căn nhà này lại thì mình có thể chỉ cần thay tháo thảm ra thay cái mới vừa quay nãy cái nhà nửa cái nhà tắm đó anh chị thì cái nửa cái nhà tắm đó thì mình cái Condition thì cũng là original còn thôi đó đây là không gian phòng bếp và không gian à, à, phòng ăn phòng ăn và nhà bếp anh chị cái nhà bếp này em thấy là đồ dùng thì cũng là đồ original hết anh chị về em thấy cái cảm nhận của em à Cái nhà này hỏi về anh chị có thể mua in được không thì tất nhiên anh chị sẽ mua in ready được nhưng mà đa phần đồ đạc là đồ cũ hết nếu mà mình muốn ở mà mình cảm thấy thoải mái hơn thì mình phải remodel lại căn nhà này đây là cái office room này anh chị thì hồi xưa em nghĩ cái, cái cái phòng office room này anh chị hồi xưa nó là một cái phòng ngủ nhưng mà chủ nhà người ta đã convert cái này thành cái office room tại trên trên cái thay đồ nhà này là có bốn phòng ngủ hai phòng tắm rưỡi đây là một phòng nữ, một cái không gian nữa. thì cái không gian này em nghĩ là cái này không gian một cái playroom room anh chị, nó có một cái cửa nó thông qua cái bát da, cái này em lại uh, cái này cái play anh chị, em rất là thích nhà. có anh chị vẫn nhìn cái siêu hình, siêu hình rất là cao. cái không gian này tùy anh chị thôi về mình chỉ tháo thảm ra thay vinyl vô cũng còn xài được. cái đây là cái bình nước nóng và đây là cái uh, phòng giặt sấy và đây là không gian gara Thì không gian gara này em thấy Đồ đạc thì cũng có nhiều Nhưng mà thành dọn ra hết thì cũng sạch sẽ đó anh chị Thì cái gara này đậu được Up to hai chiếc xe nha anh chị Bây giờ anh chị em mình cùng nhau Mình lên nào hai mình coi trên nào hai Có như có những gì nha anh chị Thì cái cái cầu thang này thì nhà này là trên trên lầu á, chị thì người ta xài thảm thì em biết rất là nhiều anh chị việt nam việt nam mình không thích thảm thì mình có thể tháo thảm ra mình thay vinyl vô cũng sử dụng được rồi cái nhà tắm này em thấy là original condition sử dụng thì cũng sử dụng được nhưng mà nếu mà được thì mình có thể upgrade để sử dụng thoải thì mình sống mình thoải mái hơn thì tùy vào cái nhu cầu của anh chị và cái kinh phí của anh chị nha anh chị đây là không gian master bedroom đó. thì cái cái phòng tắm hồi nãy á, người ta là tắm bồn còn cái master bedroom này có một không gian phòng tắm thì là tắm đứng không gian tắm đứng bên kia còn hai phòng nữa nha anh chị thì cái nhận xét của em về ngôi nhà này em cho à, nhận xét về em ngôi nhà này thì ngôi nhà này em theo em thấy rằng cái condition đó là original condition à, tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này nếu anh chị chưa có đủ kinh phí để remodel thì mình có thể chỉ cần tháo thảm ra mình thay vinyl và mình gắn thêm đèn reset vào vô là em thấy là căn nhà này có thể à, ok cho anh chị mua in vô được rồi chứ mình cũng không cần quá thai nhiều. Còn nếu anh chị anh chị em mà anh chị em mà người remodel nhà, bờ, anh chị mua mua nhà xong chị nó tân trang sửa chữa lại hết tất cả mọi thứ thì căn nhà này nó có anh chị cái giá em định giá từ 80 tới 120.000 đô để anh chị tân trang sửa chữa lại toàn bộ sân trong, sân ngoài, rồi à, mọi cửa sổ, rồi tất cả mọi thứ từ 80 đến 120.000 đô để anh chị à, mọi toàn bộ căn nhà này. Cái after repair value và căn nhà này sau khi chỉnh sửa xong lại hết tất cả mọi thứ thì em định giá căn nhà này từ 1 triệu 1 đến 1 triệu 2 nếu anh chị thích ngôi nhà này, anh chị có thể liên hệ em qua số điện thoại 714-655-9715 hôm nay vì một số lý do kỹ thuật em không quay phần cuối video được hẹn anh chị ở video sau